Chết bà này đi xa rồi. Chạy ghê chứ. Xuống mày ơi, thả tao xuống. Ây, trời ghê à. Ây, ây, ây. Chào mọi người trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game đu thép. Và mọi người bên đây Rowai với lại thật sự không phải Rowai, với cái kính thùm la các bạn. Và hôm nay mình sẽ trở lại với thử thách là như tập trước mình đã nói rồi, mình sẽ lái taxi kiếm tiền cải tạo uy chánh bạn. Hôm nay chính là cái ngày đó, mình sẽ lấy xe mình qua, mình đi kiếm cái chỗ taxi đó bạn. Bạn có thể thấy là xe mình mới mua, thực sự xe mình gọi Uber mình lấy luôn mà chống nhân viên bên điểm nhân viên. Bên kia là cái gì nhỉ? Như là một cái shop xe xe vậy mà. Thôi mình không quan tâm. Ok, mình sẽ đi qua bên Uber taxi với bạn. Ok bạn, mình tới đây này. Yes, chứ rốt cuộc cũng làm ăn lương thiện rồi bạn ơi. Tin Uber có gì không? Nope. Trời ơi, giờ thế là mình lấy xe mình đi thôi bạn. Hey, what happened? Xe giật lùi rồi bạn. Yes. Rồi giờ mình xin đâu, giờ ai cần đây nè, sẽ có một thằng cần nữa bạn. Lên không anh? Lên. Đỡ được không ba? Bắt đầu dùng đi. Chết bà, 18 giây điếm vậy. À, đi đường này luôn mày, 18 giây thôi tao đi đường này. Bay. Lẹ không, lẹ không, lẹ không. Trời ơi, năm sao này anh. Mình được 42 đô luôn, wow. Kiếm mèo, kiếm kẹo ở đây. Mình đây có người đang ngồi cái kia. Nè, nhìn không? Mày thiệt luôn. Mày không muốn chở anh nha. Đâu đâu. 31 giây mày đi hả? Lẹ lẹ lẹ, 31 giây. Đúng mẹ. Trời. Đâu đường nào? Trời, không thấy luôn á. Mày vậy bưởi. Ủa? Nó đi đâu rồi trời? Không hiểu luôn á. Đây 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 đây. Không kịp 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 kịp. Vô tay em nè, chỉ có kịp. Ui, ui. Rồi xong, không kịp rồi mấy bạn ơi. Tay em nè, chỉ có kịp. Come on, come on, come on. 2-1, 1-1, 1-1. Yes. Tôm, 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 vừa tới đúng không? Vừa tới đúng không? Ui, cái thằng khốn nạn. Quật tiền sáng mình rồi bạn. Chở mày nè con. Ủa không, đi xi người luôn bạn. Lên. 19 giây. Má đừng như ông kia nha. Má gặp khách hàng như ông kia chắc phải giết mình luôn á. Người gì chơi chó vậy? Nó vừa mới tới luôn bạn. Vừa mới tới là ôi. Rồi rồi rồi. Thôi rồi, nó chết rồi. Chưa tiên, chưa tiên. Mẹ nó giá một sao chưa tiên. Xe taxi bị xì đa quá bạn. Cây tức. Không, game muốn đau mày. Nghe mới vô nghề mà bị chờ bốn mấy đô rồi. Tức. Còn lên 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 lên. Rồi thấy là lui là thấy xong rồi. Ê, ê. Như nó gần bạn ơi. Ừ, hay hay hay. Rồi này gần, này gần. Hốt luôn này đi bạn. Lên 30 đồng lên luôn. Ây, ngược lại nữa. Ừ, gần 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 gần. Đây không phải đường này. Gần cái như mấy anh kia là tôi cay rồi. Lên vô tòa bức chính. 30 lên 170 rồi bạn. Yes. Đâu, mình sẽ kiếm tiền mình mua súng bạn. Hey, what happened? Nào, cút mày, mẹ mày. Taxi cũng mấy cái giá của taxi. Lên thôi. Ủa, tính ra nó đứng ở trong luôn mà. Mấy này làm chậm trễ rồi bạn. Không, em tung vậy để cho anh cảm thấy. Ở được không ba? Yên tâm đi. Ây, trời ghê à. Ây, ây, ây. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on.
vậy? Sợ mày vừa lên. Bao nhiêu đây? Ú, 100 luôn bạn. Các bạn, đùa. Đĩ này cút ra nhau. Đây có hai người anh. Lên em. Ui, cảnh sát gì anh? Cảnh sát, em chạy taxi mà anh cũng nói nữa. Ui. Chết bà này đi xa rồi. Gần, gần, gần. Bay qua luôn, bay qua luôn, bay qua luôn. Ui, dê quá dê, trễ, trễ. Tới nhà, tới nhà, tới nhà. Tới nhà nè. Trời, cho em 5 sao lại anh ơi. Má, bay ghê quá. 100 đô, yes. Thôi, con mấy chỗ bay nữa bạn. Bay nhanh lên, chẳng mấy chừng mấy giờ luôn. Lên. Bên kia có người luôn kìa bạn. Lết. Chơi cay hết, bố mày chơi cay hết. Let's go, 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 go. À, xa rồi bạn ơi. Xa thì xa. Xa lắm. Xa kèo này xa nè. Bay. Không thấy luôn rồi không bạn. Bay giờ mà còn không thấy nữa. Thôi bay qua. Bay qua, bay qua. No. Rồi xong bạn ơi. Chưa rồi. Chết tôi rồi, má trừ điền rồi, má bay dữ quá. Quá mà trừ điền rồi. Má thả mày xuống sông mà chở tôi cuộn gì vậy. Cây trừ 100 giết mày nha. Hên là trừ 49. Ok, kiếm người các bạn. Không có thấy đàn bà luôn nha, tao không nè. Lên. Chết bà thằng này còn xa gấp đôi nữa. Gây. Nó mẹ ơi. Lên nè, bay nè, bay nè, bay nè. Ui anh ơi, mẹ chệch hướng rồi bạn ơi. Tại tông ngông già kia chệch. Trời ơi. Ý. Anh ơi, em chạy an toàn vậy mà sao tung nhiều vậy. Mình tới cái hẻm luôn. Ừ, chở luôn này. Trời. Cái gì vậy các bạn? Từ nha, để mình khám phá cái đó sau bạn. Là gì? Đồ quay. Ồ, có cái hẻm. Ngon, ngon, ngon. Đâu mình coi bản đồ nó đâu. À, nó đây, ok. Mày ngược lại, mấy thằng này đi xa quá bạn. Mẹ mày làm gì ở núi vậy hả? Mình kiếm tiền mua mấy khẩu súng rồi xong. Ok rồi, mình thấy rồi bạn, thấy rồi bạn. Đông qua luôn nè, đông qua luôn, đông qua luôn. Má để cảnh sát nữa. Trời ơi. Mấy em chạy taxi anh còn đéo tha nữa. Đây nè. Mấy người lại. 7 6 5 4 3 Yes. 5 sao nè. 5 sao. Em cho chơi này còn hơn xe tàu lượn. Trở lại đây. Lên nha em. Mà nó mấy cái súng mắc quá bạn. Chợ an toàn rồi. Lâm. Lâm luôn. Súng. Thiệt luôn. 32 đô. Rồi. Nó sờ bao ra có chịu không. Lên. Nó toàn được rửa không hả bạn. 9 giây. 19 giây. Không. Nó không muốn bay nữa anh ơi. Tẩn rồi nó. Chờ 4, 3, 2, 1. 2 giây nha nha ơi. Phải có những pha bay mình mới làm nên kỳ tích. Rồi luôn rồi. Mới vừa nói luôn. Ui. Lô. Thôi cũng sống rồi anh. Nhảy nhảy nhảy. Vỗ. Mày nhẹ hả bụi. Mày nhẹ hả bụi. Bụi hả mày. Mày chết luôn. Thôi cuộc sống à. Đâu phải có người tốt hoài đúng không. Oh shit. Hôm kêu tập này mình làm lương thiện luôn mày. Ủa tính ra. À đụng mẹ mày. Mẹ cơ cực. Có xe mình đâu rồi bạn. Khốn nạn. Ủa mẹ mất xe thôi. Tao hồ cái này hình như mình đi vô rồi bạn ơi. Ok mình sẽ đi khám phá cái núi này nè bạn. Đây cái núi này đâu đây nè.
Theo như lời của một bạn comment thì mình sẽ qua đó mình khám phá thử. À, mình sẽ đi qua chiếc Lambo thử các bạn. Biết rồi. Con mẹ mày. Trời ơi, lách cái nhẹ. Chở đi chăm. Nó đi còn thua chiếc taxi nữa các bạn. Cư cư cất đủ mẹ em. Đây 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 đây. Đây. Giờ đi xe nào vô nha. Ui có tiền. 10 đô. Rồi đi xe nào vô mới được. Chiếc xe của mình mất rồi bạn. Mình sẽ gọi thử chiếc nào mà. Đấy bạn. Mình sẽ gọi chiếc cái này. Đây rồi. Đâu nó đâu. Đây đây đây. Không biết vô được không bạn. Đó đủ. Xe. Có được không? Nope. Ui, không vô được luôn bạn ơi. Xe đạp màu hồng. Bạn nó có kêu xe đạp màu hồng mà mình không biết xe đạp màu hồng. Xe đạp nào? Này hả ta? Thử ra. Chiếc xe đạp. Phật. Mình nghi quá. Trời ơi. Trời ơi. Má ơi còn không vô được nữa. Nope. Không vô được, không vô được. How to vô? How to vô? Oh shit. Bay xe đạp. Ui nó cháy luôn. Đâu mình hết cách rồi bạn ơi. Để coi coi còn nào. Thấy cái này. Đâu. Hello. Lại. Được được không? Được không? Nope. Không được luôn. Anh tìm được chiếc xe đạp màu hồng mà nè bạn. Vô luôn mày. Được không ta? Để coi. Má không biết sợ, không biết vừa không nữa. Ê ê ê, được được được. Trong đây có gì? Đù, nó có cái con to hơn bạn ơi. Mà còn trên đỉnh núi thì bên đây nó có mấy cái chữ nè bạn. Endu. Cái này là đu thép auto nên mình hôm nay gọi là Endu. Còn cái con này không có gì không? Không có gì không? Không có gì hết rồi bạn. Nó có cái airbox nữa. Vãi thiệt. Ok, mình sẽ nhặt tiền. Trong đây có tiền thôi bạn ơi. Cái xe đạp này mình kiếm ở gần cái nhà mình đó bạn. Nó kế bên luôn. Có bạn, tự nhiên cái đi thì thấy bạn. Không ra được, chỉ có ngồi lên xe đạp mới ra được thôi nha. Cái này nó phải có gì chứ. Không có gì luôn bạn ơi. Video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe nha. Ngoài ra chia sẻ để tạo động lực cho mình làm tiếp cái video tập sau. Nếu tập sau mà tập sau mình cũng sẽ giải cứu cái hàng kia bạn. Mà mình biết